Xin chào quý vị và các bạn. Tuần mới đã lại bắt đầu và những thông tin thời tiết ngay bây giờ sẽ giúp quý vị khởi động tuần mới dễ dàng và thuận lợi hơn. Sáng nay, tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc đang có xu hướng giảm dần khi mà khối không khí lạnh đang yếu đi. Chính vì vậy, nền nhiệt độ sáng nay ở Bắc Bộ đã tăng thêm từ 1 cho đến 2 độ. Phổ biến ở khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ từ 8 cho đến 11 độ, trong khi ở vùng đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, là từ 12 cho đến 14 độ. Đến trưa chiều nay, trên toàn miền Bắc trời hửng nắng nhẹ và thời tiết hanh khô, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ tăng lên ngưỡng từ 17 đến 19 độ. Với ngưỡng nhiệt như vậy thì rét đậm chỉ còn xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du, rét hại chỉ còn xuất hiện ở các vùng núi cao hay là các tỉnh biên giới như là Lạng Sơn và Cao Bằng, còn đối với thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng không còn rét đậm nữa. Dự báo từ ngày 22 tháng 12 trở đi, khí lạnh suy yếu rõ rệt, khiến cho nền nhiệt độ cao nhất sẽ có xu hướng tăng chậm dần, với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng từ 16 cho đến 20 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ về đêm và sáng lại có xu thế giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ do hiện tượng phát xạ nhiệt. Do đó, cảm giác sẽ là ngày nắng nhẹ và khá ấm, còn tối và đêm sẽ là cảm giác rét sâu, quý vị cần lưu ý. Với khu vực Trung Bộ, không khí lạnh yếu đi nhưng lại có thêm hoàn lưu phía tây của bão Crovan đang hoạt động trên Biển Đông. Vì thế, trong ngày hôm nay và 1 đến 2 ngày tới, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến tận Ninh Thuận tiếp tục xảy ra mưa ở nhiều nơi. Riêng khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên vẫn là những vùng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Do có mưa cho nên nền nhiệt độ trong ngày thứ hai đầu tuần ở toàn bộ miền Trung tiếp tục duy trì ở mức thấp. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiệt độ chỉ từ 15 cho đến 17 độ, còn tại Thừa Thiên Huế nhỉnh hơn ở mức từ 18 đến 19 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 23 độ, trời rét. Khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn một chút, dao động từ 24 cho đến 26 độ. Hoàn lưu phía tây của cơn bão số 14, Crovan, cũng ảnh hưởng tới cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Riêng khu vực Tây Nguyên còn có thêm tác động của không khí lạnh, cho nên trong ngày ở đây trời nhiều mây, có mưa sắp xỉ diện rải rác, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên không cao, từ 23 cho đến 26 độ, còn ở Nam Bộ trời nắng nhẹ gián đoạn với nhiệt độ từ 28 cho đến 31 độ. Trên biển, bão số 14 Crovan vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 cho đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày hôm nay 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở cách Huyền Trân khoảng 180 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Sau đó bão tiếp tục giữ nguyên hướng, cường độ và tốc độ di chuyển. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 12, bão còn cách Côn Đảo khoảng 270 km về phía đông. Trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiến gần đến vùng biển các tỉnh từ Sóc Trăng cho đến Cà Mau. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6 trở lên và giật từ cấp 8 trở lên là khu vực từ vĩ tuyến 7,5 đến 12 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 115 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Ngoài ra, vùng biển khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh với sóng biển cao từ 5 cho đến 7 mét. Những thông tin tiếp theo về diễn biến của cơn bão sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cường độ khối không khí lạnh có phần suy yếu nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần và tình trạng rét đậm, rét hại như những ngày vừa qua cũng giảm bớt. Cụ thể, trong khoảng 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ vẫn còn có nơi có rét đậm, rét hại, đồng thời mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi. Sau đó, sang đến ngày 23 tháng 12, thì trên toàn khu vực phổ biến là trời rét. Mặt khác, mưa lại có xu hướng gia tăng lên diện rải rác ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, tuy nhiên chủ yếu là mưa với lượng nhỏ. Tương tự như Bắc Bộ, tình trạng rét đậm ở hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cũng có xu hướng giảm dần, cho nên trong 3 ngày tới, các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân sẽ phổ biến trời rét. Mưa cũng giảm bớt, chỉ còn mưa rào rải rác tại khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, còn hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An chỉ có mưa ở một vài nơi. Trong khi đó, ở phía Nam đèo Hải Vân, những cơn mưa và mưa vừa trên diện rộng tiếp tục duy trì tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên. Còn các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận sẽ gia tăng mưa hơn so với những ngày vừa qua. Mưa rào tăng lên diện rải rác và có nơi có dông, cho nên cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Tiếp đến là thời tiết tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên.
mưa vẫn chỉ xảy ra ở diện vài nơi về chiều tối và đêm là chính, nên sẽ không gây ảnh hưởng cho các hoạt động ngoài trời của du khách trong 2 ngày tới. Tuy nhiên, tình trạng mưa sẽ có khả năng gia tăng trong ngày 23 tháng 12. Khu vực sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cho nên quý vị sẽ cần phải đề phòng các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Mưa tuy có phần gia tăng, nhưng thời gian mưa vẫn tập trung chính về chiều tối và đêm, cho nên du khách có thể tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời trong buổi sáng. Cuối cùng, nơi có thời tiết lý tưởng nhất cho các kế hoạch du lịch nghỉ dưỡng của quý du khách vẫn là các tỉnh Nam Bộ. Trường gió Đông Bắc khô tiếp tục mang đến những ngày ít mưa cùng với cường độ nắng dễ chịu vào ban ngày, đêm và sáng trời se lạnh. Dự báo mức nhiệt ngày đêm dao động chủ yếu trong khoảng từ 21 cho đến 32 độ. Tuy nhiên, thời tiết sẽ có chút thay đổi trong ngày 23 tháng 12. Vào chiều tối, mưa có xu hướng gia tăng, nhưng diện mưa cũng chỉ chiếm khoảng 1/3 diện tích của khu vực. Có nơi có mưa vừa và dông, khả năng cục bộ xuất hiện điểm có mưa to. Và trong cơn dông, quý vị chú ý đề phòng các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Riêng tại Vũng Tàu, trong 3 ngày tới, thời tiết phổ biến trạng thái ban ngày nắng gián đoạn, cường độ nắng không gây ra cảm giác gay gắt, khó chịu và rất thích hợp cho quý vị vui chơi trên các bãi biển hoặc ghé dừng chân tại những quán cà phê nơi có thể ngắm biển từ xa cũng là một ý tưởng thú vị. Hoặc quý vị có thể tìm đến ngọn hải đăng Vũng Tàu, theo lối cầu thang dẫn đến gần đỉnh để có thể quan sát cảnh biển từ trên cao cũng không kém phần thú vị. Đường dẫn đến ngọn hải đăng tuy hơi ngoằn ngoèo, nhưng cảnh đẹp hai bên đường, gió thổi mát cùng với không khí trong lành sẽ là một trải nghiệm khó quên. Bên cạnh đó, ngọn hải đăng còn là một trong những kiến trúc cổ xưa độc đáo với hình dáng là một tháp lăng trụ cao tới 18 mét, đường kính 3 mét, được sơn phết màu trắng và được xem như một trong những biểu tượng của thành phố biển Vũng Tàu. Một tọa độ khác ở Vũng Tàu cũng mang đến cho quý vị cái nhìn toàn cảnh về biển Vũng Tàu từ trên cao, đó chính là đồi Con Heo. Từ trên đỉnh đồi, du khách có thể thu vào tầm mắt cả một cung đường Thùy Vân, một góc đường Hạ Long và đảo Hòn Bà giữa biển. Cảnh đẹp ở trên đồi vẫn còn hoang sơ, sỏi đá, nhưng lại hòa lẫn tính chất lãng mạn của đồi cỏ khô và không gian vô tận của biển trời như ôm trọn cả một khoảng đồi. Tại đây, du khách còn có thể chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và ngắm giải cát dài của bãi sau nổi bật trên thềm nước biển xanh thẳm.